Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt thì tiếp tục về series Vua Đầu Bếp. Thì ngày hôm nay là chúng tôi sẽ làm một cái món ăn, nói chung là liên quan đến khi mà chúng ta hết tiền các bạn ạ. Đó chính là món mì tôm các bạn nhá. Thì là ngày hôm nay vẫn là đội xanh đội đỏ. Đội xanh thì có tôi và Côn, đội đỏ thì có hai thằng Hiếu và thằng Hưng các bạn nhá. Và giám khảo ngày hôm nay vẫn là em Phòng. Thì chúng tôi vẫn thi 3 phần thi rồi chúng tôi sẽ cộng tổng điểm đội nào cao hơn đội chiến thắng, và giải thưởng dành cho đội chiến thắng sẽ là 1 triệu đồng. Sau mấy vòng thi thì tôi nói chung là tôi Hưng thua nhiều rồi các bạn ơi. Đấy, nhưng mà các bạn là tôi Hưng nhiều khi em tù thế, em cho nó mỡ lắm thật. Hôm nay để tôi cho mỡ và cho gia vị mì chính nha các bạn nhá. Các bạn ơi, Hưng Hiếu chắc nó thi đầu bếp thì chắc bao giờ bác Ngọt là nghỉ làm YouTube, chắc chúng nó không thắng việc. Tôi bây giờ không hiểu bây giờ phải nấu món gì để cho nó hai thằng nó lợi thế. Chẳng hạn là lạc rang với cả cơm trắng hay nước lã luộc. Đó là có món nước lã luộc thì trọng tài là không phân biệt được, chẳng phải chấm nhầm là đội thắng. Còn khả năng đội tôi hôm nay lại chiến thắng cao các bạn nhá. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu với các bạn một cái app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kaiwin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như là Android. Nếu bạn nào muốn chơi và kiếm tiền, tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả. Vì đây là một app mới nên có rất nhiều chương trình khuyến mại, thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng có thể kiếm tiền bằng cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng mỗi ngày. Và sự kiện thứ 7 này sẽ quay trở lại với ưu đãi cực lớn, phần thưởng ngập tràn sẽ được bật mí vào lúc 23 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2023. Thì chúng ta hãy cùng chờ đón. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. App này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là qua thẻ cào, MomoPay, ZaloPay. App này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền. Thì chúng ta hãy chọn một cái loại game mà chúng ta yêu thích. Như tôi là tôi sẽ chọn game bắn cá. Thì cái cách chơi của game bắn cá này cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần săn được nhiều cá là tiền sẽ cộng vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Để có thể rút được tiền thì chúng ta cần phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta hãy nhập số tài khoản ngân hàng, số thẻ và nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy đây là cái app chơi có rất nhiều loại game hay, thì chúng ta có thể giải trí cũng như là kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kaiwin. Rồi bạn ơi, thì món đầu tiên dành cho hai đội chơi sẽ là món mì xào tim cật nhé các bạn nhé. Đấy, đây là tất cả những cái gia vị hay là mì tôm hay là thịt thà các đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ hai đội sẽ chuẩn bị vào nấu nhé các bạn nhé. Thì hôm vòng đầu tiên sẽ làm mì xào tim cật nhé các bạn nhé. Thì Hưng sẽ là người đun sủi nước và trần qua mì tôm, tôi sẽ là người thái tim cật nhé các bạn nhé. Đấy, đây các bạn là tim cật đây nhé, tim cật rất chi là ngon và bổ các bạn. Tim cật mua rất chi là đắt tiền nhé các bạn nhé. Đấy, đây tim cật mà camera quay rõ vào để cho các bạn xem tim cật cái nào. Xem nó to như nào nào, cho nó ngon như nào hả? Rồi các bạn ơi, hôm nay là đại chiến mì tôm các bạn ơi. Thì hôm nay ban tổ chức lựa chọn là mì tôm Hảo các bạn ơi. Một cái gọi là cái thương hiệu mì mà nó rất gắn liền với anh em rồi các bạn ạ. Thì đành nhắc đến các bạn ơi, đành nhắc đến một cái chuyện. Tôi sẽ cho hai gói với các bạn nhé. Nhắc đến chuyện gì em? Em kể tiếp đi, đừng để các bạn hồi hộp. Nhắc đến cái thời mà anh em mình vẫn làm ở trong cái lò mổ Dabaco anh ơi. Bao nhiêu những cái ngon nhất của cái con gà về tim cật này các bạn ơi. Chúng tôi là ăn hết à? Tuồn hết ra ngoài các bạn ơi. Tôi với anh Hiếu tuồn hết ra ngoài. Toàn trộm hết à? Toàn ăn hết. Cái này ngon nhất chúng tôi ăn mà. Đấy. Rồi các bạn ơi, tôi thái thêm một ít gan nữa nha các bạn nhé. Sự hôm nay là long thể của Hiếu thực sự là hơi bất an một chút các bạn ơi. Thực sự là vẫn bị ám ảnh với những cái hôm mà những cái lời chỉ trích của anh Côn các bạn ơi. Vừa hôm qua anh Côn đã nhắn tin riêng cho tôi, đã dọa tôi rồi các bạn. Đấy. Bảo em... mày nấu vừa đừng có mà ngon. Cầm gắn các bạn ơi. Bỏ. Thế tôi đã thấy ám lực rồi, làm sao mà thắng được các bạn ơi. Nhưng mà tôi tinh thần thép mà các bạn ơi. Anh Côn tính làm gì các bạn ơi. Các bạn ơi, và vòng đầu tiên sẽ là món mì xào tim cật như vậy nhá. Công việc của Côn bây giờ sẽ là thái mì các bạn này. Thái tim, thái cật Côn này. Thái càng mỏng càng nhỏ càng tốt. Thì không phải nhỏ khoán gì. Công việc của tôi thì tôi sẽ bắt đầu thái trần mì các bạn này. Nói chung là tôi chắc chỉ trần một gói thôi. Các bạn là một gói là cũng đủ đầy đĩa rồi các bạn nhá. Đấy, sau khi mà trần xong cái mì này thì chúng tôi sẽ cô này thái con gì à? Thái hoa đấy, bác Ngọt không biết gì. Nhưng thái mỏng thôi. Các bạn ơi, như mỡ là anh em tôi đã cho vào chảo và đã nóng rồi nhá. Và tôi sẽ đổ cái này vào đảo qua. Sau khi là bọn tôi sẽ xào qua cái này nó phải chín nhá các bạn ơi. Sau đó tôi mới chỉ đổ, sau đó tôi sẽ đổ mì vào. Đảo gọi là ngấm gia vị cái này anh em tôi sẽ bỏ ra thôi.
Tại vì cái tim gan cặp này nó mà ăn sống còn được các bạn. Ăn sống được anh, ăn cháu ăn trần đi em. Các bạn ơi, thì lại nói về ngày xưa anh Ngọt với cô đi mổ lợn ở lò mổ các bạn ơi. Giờ thì các bạn đi mổ xong con lợn là hai ông đấy chỉ côn toàn đình, côn toàn đình đi lấy dái lợn. Toàn đình lấy dái lợn, còn anh Ngọt lấy bướm lợn các bạn ạ. Tim cặt có lấy đâu, ngon thì chả lấy. Phần này hai cái bộ phận đấy tôi không hiểu hai ông đấy đầu óc kiểu gì. Lớn rồi nó đùa chứ. Toàn lấy dái mới lấy nồn lợn này. Chán này ông này về đâu có sao. Về đâu có sao ấy à. về sao cái chua ấy. Tim gan cật thì chúng tôi đã thái xong các bạn ơi, giờ chúng tôi sẽ ướp nhá các bạn nhá. Đúng rồi. Ướp, chúng tôi ướp cái gia vị của mì tôm luôn, cả sa tế mì tôm luôn. Chính xác. Ngày hôm nay là xem đội nào làm vua của những món mì tôm nữa nhá. Cứ nhắc đến mì tôm là thời sinh viên của tôi là ăn khá là nhiều các bạn. Cứ đầu tháng ăn cơm, cuối tháng ăn mì tôm. Đó. Ok các bạn ơi. Rồi tiếp tục là tôi sẽ bật bếp xào tim gan mè phổi lên các bạn nhá. Ok. Đó. Được chưa? Ngoan nào. Trong khi bác Ngọt xào tim gan, cháu sẽ thái rau, thái hành nha. Đúng rồi. Thái rau đấy trẻ nhỏ nhỏ thôi luôn. Các bạn này, vừa đang nói rốt cái câu chuyện cả về thằng Hưng với thằng Hiếu thì nó lại bị hết pin. Ô tô lại cả tiếp các bạn nhá. Thì thật sự cũng rất là buồn cho em Hưng và em Hiếu, thì ở cái vụ đấy thì người cầm chủ mưu chính là Hiếu các bạn. Hiếu thì lúc mà khi mà bị bắt vào vào trại thì lại khai bảo là do hoàn cảnh gia đình. Tôi không hiểu thằng Hiếu nghĩ gì. Thằng ấy là nó cũng ngày xưa nó cũng gọi là ăn chơi lắm các bạn này. Lô đề, cờ bạc, tài xỉu. Nói chung là các thứ. Ui các bạn ơi, côn nó thái dày thế. Không dày bác ơi. Đây là nó. Làm gì sai sao này. Gan này. Thái cái này nó phải siêu mỏng. Chứ bảo đây là gì bác ngọt. Cái đây có phải xào giá đâu mà xào này. Trời ơi. Ra đây. Cô này khả năng cái mì này. Mì này thì nó vừa đều, vừa đẹp luôn đấy. Thì bây giờ tôi sẽ xào cái này nhé bạn nhé. Xào cứ xào cái này được đi. Quá là ok rồi bạn này. Đồ là tôi đã thái hết rồi các bạn ơi. Thì các bạn ơi, tôi kể các bạn là thừa biết cái thằng Hiếu với thằng Hưng gì, nếu mà nấu ăn thì từ trước này các bạn thấy có tập nào thắng được tôi không? Có tập nào thắng không nhỉ? Đã có tập nào thắng không được. Tập nào thắng được ạ. Thì sau khi nội tạng đã chín rồi nhá, giờ tôi sẽ cho mì vào các bạn đây. Để xào nhá các bạn đây. Đấy, tí nước không? Anh cho tí nước vào đây. Hiếu. Tôi cho tí nước nha các bạn nhé. Nó quá, rất chi là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy. Thì chủ ơi, tôi sẽ set up cái ấy nhá. Set up cái xào này. Hơi dính ấy các bạn. Các bạn đợi tôi trong đền nan ra. Tôi sẽ trang điểm. Tôi sẽ bật thử xem vừa chưa nhá. Thử xem vừa chưa xong rồi anh cho ấy vào, cho ít rau dưa vào nhá. Đấy các bạn này. Dao của tôi là này có dao mới không dính với cái chất kia nhá. Tôi là thật sự với anh cô các bạn như cô mới Ngọt chắc không thay dao cho tôi đâu. Thái dưa cùng một dao hết các bạn. Vừa chưa? À, quên mất cho nước sốt vào hả? Cho ấy đi. Cho tí nước à? Đấy vào. Cho nước không? Không, nước ok rồi. Xong chưa? Cho tí bột canh, cho thêm tí bột canh vào đi. Ừ, tí bột canh đi các bạn nhá. Ấy mì thôi. Thôi được rồi. Được. Rồi, cho hành vào đi, cho hành cho giá vào đi. Rồi các bạn ơi, tôi cho hành này. Câu nào cuối cùng nhá. Cho giá mà. Tôi cho đi giá này. Ui. Đẳng cấp luôn. Mì thôi, xào vừa thôi. Ok chưa? Để anh trang điểm nước, quay cái này vùng quanh cái là xong. Nhanh chóng các bạn ơi, không mì dừ. Các bạn anh cho tí nước vào đi, không nó không chín giá đâu. Ồ, các bạn ơi. Xong chưa? Chưa. Xong nào được. Này giá mà sống nguyên. Các bạn ơi, bây giờ Hiếu đang đan nát nhé. Đan nát những cái để co những quả dưa chuột để tôi xong vẫn là tôi đổ lên thôi. Rồi xong rồi. Đúng rồi. Thôi các bạn ơi, tôi nghĩ là giá thì tầm này nó sẽ tí nó sẽ chín hơi là được rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là món
Mì xào. Mì xào ui nhiều thế. Nhiều quá, hai quá nhiều quá. Hai quá nhiều quá thì cái cho một gói thôi. Cho anh cứ cho nửa gói ra. Tôi cho nửa gói ra trước nhá. Cho một gói ra thôi. Em mày để nó cái đĩa nó cân cân lên tí. Đấy. Em lên dao cắt đi. Rồi, ngồi qua này. Ok nhá. Rồi cho ít cái rau này lên nữa này. Nó ngon các bạn này. Đấy, mì xào trông nhìn nó không đẹp. Anh rất ấy nhá, từ từ cũng cho dưa nữa. Thôi tí xếp lại em ơi, không sao em ơi. Sau khi xào một tí thì tim gan mề phổi rồi. Nó vàng óng luôn các bạn này. Cho thêm ít nước đường. Cho rau vào trước. Đừng. Cho ít nước này. Ok. Bác mà cái rau này là nó mì tôm nó chín rồi bác hiểu không? À, về rau cải này nó lâu chín rồi, cho trước nó to quá. Ui, thái to quá. Nên không sao, không sao bạn nhá. Mình rau cải mình chín là mình cho mì tôm mà cái này là vừa. Cái rau cải nào? Nó lâu chín hơn mà. Thì đây là món mì xào tim cật các bạn ạ. Đấy. Thì cái rau cải này tôi cũng chỉ lấy cái lá thôi các bạn ơi. Thì nó cũng rất là nhanh chín các bạn. Không lẽ ra mình phải lên để cộng nó mới đẹp, nó mới ngon ăn, không. Nó mới giòn. Phải lấy lá. Không, cộng giòn nó lâu chín lắm. Thấy hành chưa? Rồi, hành đây rồi. Hơi ngắn rồi. Thôi các bạn ơi. Tiếp tục là tôi sẽ cho mì vào xào nữa nhá. Đó. Tí năm cái topping này hơi nhiều. Đấy, nhìn xanh xanh đỏ đỏ đen đen là sáng thì mạnh thế. Không. À. Topping này là hơi nhiều các bạn. Rồi, chưa? Được rồi, các bạn này. Giờ tôi thử xem là nó có... Cho giá hả? Chưa. Thơm quá à? Thơm quá bạn này. Thơm quá thằng nhạc. Ăn cả mì tôm đến thịt cơ, chứ không độc. Vừa. Đừng cho thêm đấy nhá. Được giá chưa? Cho thêm cái giá đây. Một vừa phải thôi. Ok. Đấy, các bạn này. Có đội tôi thì khá là đẹp nhá. Hành chưa? Chuẩn bị đè co đây, từ. Đã xong luôn rồi đấy. Ờ, cho thêm cho hành vào đi. Hơi khô. Rồi, cho thấy đẹp rồi đấy. Rồi, okay. Các bạn ơi, tôi cho hành vào cái là xong thôi. Trong khi bác ngọt ấy, tôi sẽ lấy quả dưa để co nhé các bạn nhé. Ok, các bạn ơi, nhìn này. Một cái món mì xào tim cật của tôi thì khá là đẹp, khá là ok. Cũng khá là không khô một tí nào luôn các bạn nhé. Rồi, tắt đi đấy. Thôi. Ok, coi như vậy là đã xong. Giờ tôi sẽ bắt đầu đổ ra đĩa để tôi sẽ đè co cho nó đẹp các bạn nhé. Đấy, thì tôi nghĩ là kèo này của đội thôi thì thắng 100%, đội kia không có cửa bạn này. Đó. Đổ ra này. Đổ ra là quá xinh tươi luôn này. Ui. Quá đẹp. Đấy các bạn ơi. Đẹp chưa? Quá là lung linh và huyền ảo các bạn ơi. Đó, giờ thì cô sẽ đè co mấy miếng xung quanh thôi. Cho 3 miếng thôi. Đó. Thôi các bạn ơi, như vậy là cái món mì xào tim cật của đội tôi đã hoàn thành. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi phía trọng tài có quyết định về cái món này các bạn nhá. Quá đẹp rồi, ok. Rồi các bạn ơi, thì sau một thời gian thì hai đội đã hoàn thành xong món mì xào tim cật các bạn nhá. Thì về hình thức thì tôi thấy bên đội già có phần nhỉnh hơn các bạn ơi. Bên đội già có nhiều màu xanh đẹp này. Đấy, mè gà nấu nó cũng chín vừa tới các bạn ơi. Rất là, đều, rất là đều luôn, đều đẹp luôn. Này, mè gà có cánh hoa này, ui giời. Sang bên này nhá, tôi thấy là quá lửa. Rau biết mì không đều, mì nhiều quá mà rau ít, topping thì tôi cũng không thấy đâu. Đấy. Topping thì hơi ít mà gan thì các bạn nhìn này, miếng gan này các bạn ơi. Cảm giác tất cả nó chả quện vào nhau nhỉ. Đen quá các bạn ơi. Cháy, gan cháy các bạn ơi. Vì về hình thức thì tôi sẽ chấm bên này 4, bên này 3 nhá. Tốt. Chênh một nhá Hưng ơi, nhớ ấy. Thì bây giờ tôi sẽ vần vào phần gọi là liếm nhá bạn nhá. Liếm đi. Lấy bên giá trước đi. Ui giời. Ui giời. Ôi trời. Ngon thế. Tốt. Ngon chưa? Vừa đúng không? Bạn thật lòng mình đi, dâu hơi dài đấy. Đối với tôi, bên tôi ăn lúc nào nó cũng đậm đà, nó vừa. Bên em khô lắm. Không phải khô, thật. Không, các bạn ơi, chúng tôi xuất phát trước. Em đem cái này khác thì cắt rơm nó để lên đĩa. Tôi nấu trước. Rơm thì anh ơi, ăn nó phải khác. Bên em ăn nó đậm vị. Khô quá thì kia có nước kia, nước suối kia. Có cần nước suối tráng miệng không? Vì ăn nhiều như này là thắng rồi các bạn ơi. Đấy, phòng đang ăn rơm đấy các bạn ơi. Rơm gì mà ngon thế. Nay mượn ăn được đùa. Ui,
quá ngon, thực sự quá ngon, nó mới ăn nhiều như này. Thực sự bên kia ăn được có xèo. Căn bản là cái bên em nó không ngon nên nó phải kiểm tra kỹ. Bên bạn ấy bên đấy mì tương, bạn ấy bên đấy mì tương đen à? Đen thế. Ôi ơi. Các... mì này nó đúng rồi, mì tương đen thằng này. Các bạn ui, không khác mì tương đen, đen xì. Chuẩn nó bên này nó ngon là chuẩn nó ướt. Bên này hơi nhạt các bạn ơi. Vỗ tay. Vỗ tay. Nhạt nó đúng mới ăn được nhiều. Bên này vừa vị vừa. Vỗ tay. Mì bên này khô. Không 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 khô đâu bác ơi. Anh Côn anh ăn đi xong đừng bảo Phòng ngu nhá. Phòng ơi Côn anh ăn đi. Em ơi, nó đã chấm điểm bọn anh thua đâu mà anh bảo ngu. Chốc nữa chấm điểm thua cái là chẳng ngu chứ. Về món mì bên này ăn ngon hơn các bạn ơi. Rồi, ngon hơn chắc chắn. Khoan nhá, khoan Phòng ơi, khoan Phòng tham khảo và tất cả thí sinh cuộc chơi này. Chúng tôi cuộc chơi này chúng tôi đã cái format chương trình đã nói rồi. Cái điểm hình thức nó chỉ là một phần nhỏ ạ. Ăn nó là quan trọng nhất. Nên vấn đề bây giờ tôi ngon hơn. Thì tất nhiên chúng tôi điểm ngon hơn rất là nhiều chứ không phải là ấy đâu. Mì ăn ngon hơn đậm đà. Rồi bạn tính đi, bạn tính đi. Tôi hình thức chỉ là một phần nhỏ thôi. Bây giờ cái điểm ăn bạn phải chấm cao một tí. Em ơi. Tôi khẳng định có chuyện đấy đâu. Bên này nhìn nó ướt này. Ít nhất chúng tôi phải tranh 0.5 điểm. Rồi bạn ơi thì về vấn đề ăn nha các bạn nhé. Rồi. Thì tôi sẽ chấm bên này là 5 điểm. Thì tổng là 8 điểm. 8 điểm. Bên này chấm 4 điểm. Rồi, 8 điểm hòa nha các bạn nhá. Thì ván đầu tiên thì hai đội hòa. Rồi, bây giờ rồi anh bảo Phòng ngu đi. Không. Bây giờ Hưng em mày em ăn đi các bạn. Tôi nhìn thấy là Phòng cười kiểu này là tôi biết rồi. Không phải gì, để ăn được mà. Tài đi. Các bạn nhìn thật bên tôi nó ướt thế này mà bên kia mà không khô thì bé thật. Ui. Các bạn anh nhìn ăn các biệt ăn nó có hoàn ui, toàn. Các bạn anh nhìn thấy sợi rau này, nhìn thấy sợi rau như này mà bác ăn rồi, bác ăn của mình ấy rồi, bác ăn của bọn nó coi. Bên mình hơi vừa hay vừa quá vừa. Vừa đi. Các bạn này, bây giờ ngọt ăn bên tôi này. Bác cứ ăn đi, bác không phải nói nhiều, ăn đi. Mì bên này là nhũn hết rồi. Bên này ra ra là mì xào anh ơi. Đúng rồi. Ui. Ngọt khô hơn rơm. Nó giống mì xào, trời, mì bên này là mì nó mì đây mới là mì xào này, đến nay mà kêu vứa các bạn ơi. Anh ấy nó nát rồi. Đây lại tận hơn rơm. Nhẹ gì mà đây, mang đây, mang đây. Bên đây nó thành mì nát. Các bạn ơi, từ lần sau tốt nhất như các bạn bảo bác mời cái trọng tài nào mà không biết món ăn của mình ấy thật. Cho ăn đến này, cái ăn kêu khác gì rơm. Các bạn nhìn cái điệu cười của nó Phòng là các bạn biết nhưng rồi. Mà cái mì này không phải là mì xào, nó phải dai. Mì xào này bên này nó kiểu nó lúc trần còn đâu em ơi. Trần quá lửa. Sao em được ăn bên anh thế? Em ăn bên em đi. Bên Côn ngạt thật. Trần quá lửa. Hai cái nó khác gì nhau đâu em. Không, trần quá lửa là mì nó bị dừ, bác hiểu không? Thôi, các bạn ạ. Thôi các bạn ơi, như vậy là vòng đầu tiên thì là bên có một sự không biết là có sao. Nhìn cái điệu cười nó tôi đã ghét rồi các bạn. Lại trong tài ngu à. Thôi các bạn ơi, như vậy là vòng đầu tiên thì là hai đội hòa nhé các bạn nhá. Thì nộ níu quá. Thì ok, thì cho tôi anh em tôi thì nói thế thôi, nhưng thật sự là cũng tôn trọng ý kiến của trọng tài các bạn nhá. Thì gọi là cổng. Rồi các bạn ơi, thì qua món đầu tiên thì tôi thấy có một sự phản bác nhiều không hề nhẹ, nhưng mà đấy là sự công tâm của tôi các bạn ơi, chứ không phải là tôi được mua chuộc hay gì đâu các bạn ơi. Thì món thứ hai tiếp theo sẽ là cái món mì xào cá viên chiên nha các bạn nhá. Đấy, đồ nghề đây rồi mọi người, okay. Chuẩn bị vào để nấu đi. Ok. Rồi các bạn ơi, tiếp theo là món mì xào với viên chiên các bạn ạ. Thì công thức làm thì cũng giống như vừa lấy thôi. Thì bác Ngọt sẽ nhúng mì trước đi. Ok các bạn nhá. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu chuẩn mì nhá. Bác Ngọt ơi, vừa dậy là vừa trọng tài nó bảo mềm đó. Giờ thì tôi sẽ cho khô tí. Không phải là khô hay không, vừa là chúng tôi là cố tình là cho nó ướt ướt thì các bạn ấy ăn thì nó đỡ sẽ bị khô. Mì xào không phải là khô đâu, mà là sao mình mì xào nó sẽ dễ ăn là được. Rồi, chém đôi quả cá ra nhá. Không để rán. Đảo thôi chứ làm gì phải rán, rán giòn á. Chém đôi, chém ba. Đôi này là rồi. Cho bô đôi này là nó ngấm gia vị rồi. Chém ba thì nó nhỏ quá. Mình cả ăn trắng lẫn ăn vàng chứ. Cứ lửa trắng lửa vàng. Không thì mình thái mỏng ra nó sẽ đẹp hơn cô này. Thật không, bác ngoài đây thái mỏng dính như này à. Lửa cái này là được rồi. Bổ đôi là đẹp rồi. Các bạn này. Đó thì là tôi nghĩ là vòng thứ hai đội tôi sẽ cố gắng quyết tâm để chiến thắng nhá. Hiện tại đang là vòng 1 là đều các bạn nhá. Thật sự vòng 1 là thằng giám khảo thế nào nó chấm ấy. Tôi bằng điểm ăn lại kém đội kia mà nhìn đội kia đấy. Gan cháy thì có nghĩa là nó không ngon rồi. Thế nào lại kém cháy vẫn chấm được ngon hơn. Buồn thật. Thì là tối hôm qua thì tôi đã xem trộm tin nhắn của Phòng với cả Hiếu nó nhắn cho nhau. Hôm qua hai thằng đã rủ nhau đi uống bia. Thôi thế thôi, bác ngoài đây thế thôi, lại đổ ra đĩa đi. Rồi các bạn ơi,
Như vậy là tôi đã trần xong cái mì nhé các bạn nhé. Đó. Đây các bạn này. Lần này thì khá là ok. Lần này tôi sẽ trần nhanh hơn các bạn này. Không để lũ như vừa nãy nữa. Không phải lũ này không mà tí nữa mình sẽ xào, mình sẽ cho thêm nước ấy. Thì khi mà ăn nó sẽ đỡ bị khô hơn. Món tiếp theo của bên tôi chính là mì xào cá viên chiên các bạn ơi. Hưng sẽ là người trần mì, tôi sẽ là người thái nha các bạn nhá. Riêng cá chim viên trắng tôi thái làm đôi, còn cá viên chiên vàng tôi sẽ thái làm ba. Đấy, nó mỏng mà nó sẽ ngấm gia vị hơn các bạn nhá. Xong rồi tôi sẽ để cái này ra đây nhá. Tôi với anh Hiếu thì vẫn đang rất là, và tôi sẽ ướp gia vị luôn. Tôi với anh Hiếu thì vẫn đang không hài lòng lắm vì cái điểm hình thức của trọng tài phòng chấm các bạn ơi. Sự điểm hình thức, điểm hình thức chấm là hơi nhiều chênh, nhưng mà chênh nhau nhiều quá các bạn. Điểm ăn nó là quan trọng nhất mà đúng phòng chấm lại đều như thế, chúng tôi vẫn đang thực sự đang bứt rứt trong lòng các bạn ơi. Đang phục xúc đấy, tôi chuẩn bị xiên thăng phòng nơi rồi. Trong trọng tài phòng nghe thấy thì bạn rút kinh nghiệm nhá. Sau điểm hình thức thì bạn phần nhỏ phần ăn vẫn là quan trọng nhất. Lần sau phải rút kinh nguyệt đi nhá phòng nhá. Còn các bạn anh ngọt thì chứng ra là tôi nói thật với các bạn không phải nói xấu hay gì, nhưng mà anh ngọt là một người anh cháo trở các bạn ạ. Chuyên gọi là làm anh em tôi chia rẽ các bạn ơi. Còn anh Côn là một người anh gọi là có từ gì diễn tả anh Côn được thì các bạn có từ gì diễn tả được thì các bạn cứ comment xuống dưới video nhé các bạn nhé. Đấy, tranh thủ Hương ơi, tôi sẽ thái ít rau dưa các kiểu. Hương được rồi, Hương ơi, trần nhiều thế. Rồi các bạn, mì đã được nhá. Rồi Hương cho ra mì ra đi, để tôi sẽ thả cái topping vào để tôi sẽ xào. Cảm ơn. Mì như này bọn nó chuẩn, không có dư cái gì hết. Anh hiểu không? Tí nữa mình cho qua thôi. Tí mình cái tức là mình cái mì này mình là cho gần sát sạt, anh hiểu không? Ừ. Rồi các bạn ơi, như vậy là mì đã xong nhá. Giờ tôi sẽ dán cá viên chiên lên để cho nó vàng đều. Rồi sau đó tôi sẽ ý thế, cho nhiều mới mạnh mẽ lên. Thế thôi. Rồi, đổ đi. Nhiều mỡ quá cháu chạy tà lại kêu ngấy đó. À, các bạn ơi, thì là chúng tôi sẽ xào qua cá viên chiên các bạn. Cá viên chiên nhìn cũng khá là đẹp. Mình sẽ cho hai màu. Nếu như mà cá viên chiên này mà thái mỏng mỏng đi nữa thì có khi nó lại đẹp. Đấy, trong cái là bác thích ăn giòn hay ăn ná? Ăn giòn là giòn. Nó lâu lắm đấy. Kệ đó. Giòn đi. Mình chỉ xả xái ít giòn thôi. Thôi. Thái mỏng nào, ăn thái nhỏ thôi. Đây để dọc cắt. Lần này phải làm về hình thức tuyệt đối 100% nhá. Và độ ngon cũng 100% luôn. Hạ cục khoan thằng kia luôn, để sang vòng sau mình sẽ thoải mái hơn. Đó. Tôi lại nhớ lại cái thời xưa anh Côn anh Ngọt các bạn này. Toàn kiểu đi ra cánh đồng để bùi ấy. Xong rồi đi xuống mò cá sộp ấy, gọi là cá lóc ấy. Thế nào hôm đấy thế nào là bị đĩa chui vào chim các bạn này. Về phải gọi ra bác sĩ Mạnh ở làng tôi ấy, là móc ra các bạn này. May là bây giờ không có sinh sản được ấy, không đời đấy mà kiểu không biết gì mà bé thêm tí nữa thì tôi đã thật sự các bạn thì thôi rồi. Bây giờ không đẻ được 34 đứa đâu các bạn này. Không hiểu tại sao mà đi ra mò cá này cần để cả chuông nha. Tôi chả hiểu hai ông đấy nghĩ gì các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, như vậy là tốt bình ok rồi. Rồi. Chắn mỡ vậy, đổ vợ mỡ ra đi nha. Tôi sẽ đổ vợ mỡ ra nhá. Nói không nghe anh em tí nào. Không em ơi, không sao em ạ. Rồi ok. Rồi bây giờ tôi sẽ cho tí rau vào xào nhé các bạn. Tôi sẽ cho rau vào xào trước rồi. Thôi. Cho rau vào xào trước và tôi sẽ cho một tí nước làm màu ăn, các bạn làm màu ăn luôn. Đấy. Rồi, quá ok luôn các bạn, đẳng cấp luôn. Không phải nghĩ các bạn này, riêng phát này anh em tôi không phải nghĩ. Thật đẳng cấp. Chỉ hơi cháy hả? Không cháy, đây là cuốn gia vị cháy này mới ngon. Không phải cháy đâu em ơi. Cho thêm tí nước đi để xong đổ mì vào là xong rồi đấy. Rau cũng đã chín rồi nha các bạn nhé. Món này thì nhanh thôi các bạn ơi, nấu tất cả các món mì rất là nhanh các bạn nhé. Đây là các bạn bận rộn thì cũng có thể tham khảo ở trên mạng, cũng dạy rất nhiều những món nấu ăn chỉ tham khảo về những xe đi nấu món ăn của anh em chúng tôi này. Chứ đừng nấu, chứ đừng các bạn đừng theo bên kia các bạn ơi. Theo bên đội già kia là các bạn là không nấu đâu. Nhà các bạn phải sẵn sàng lúc nào phải một tạ muối. Tôi nghĩ lại nhà các bạn một tấn muối trong nhà. Mấy nhà các bạn sẵn sàng lúc nào phải một gọi một năm trước đi bệnh viện trước sợ trả về đó. Rồi các bạn ơi, như vậy là rau với lại cúc bình ra xong rồi tôi sẽ thả mì này. Ôi anh ra cho hành vào luôn em. Cho giá luôn, ít thôi, vừa thôi. Tôi cho hành vào luôn này. Cho hành vào luôn. Thử xem vừa chưa? Ui ôi, món này chúng tôi đủ cho các bạn này. Hôm nay chúng tôi mà không thắng thì ai thắng? Nhạt rắc lên tí bằng. Anh ướp cái sa tế của nó chưa? Anh ướp rồi, ok, được. Quá ngon luôn, thật. Rồi các bạn ơi. Ok nhá các bạn nhá. Bây giờ tranh thủ ấy tôi sẽ cho tí nước vào đi, hiểu ấy.
tôi sẽ nêu đi, xong tí họ lại bảo mình khô. Rồi các bạn nhé, tôi sẽ tranh thủ để thái cái topping này. Thái để co nhé. Để co đấy. Tôi chỉ hơi hơi này thôi. Em cứ đổ ra đi, xong anh xếp cưa là xong. Rồi các bạn ơi, đã xong nhé các bạn nhé. Giờ sẽ cho ra các bạn này. Tôi sẽ cho ra đĩa này để tôi topping thôi. Ui dồi. Quá ngon luôn. Ui ấy, mình phải xanh như nhiều rau này mới ngon như này. Các bạn anh Ngọt đã lắc đầu rồi nhưng mà tôi không hiểu lắc cái gì, chắc đau đầu các bạn ạ. Ui. Đang không thắng ai thắng. Đang bị nghẹo cổ các bạn này. Đang bị nghẹo cổ nhá. Giờ tôi sẽ để qua thêm mấy miếng dưa nhá các bạn nhá. Rồi. Phòng bên ngoài đã nước dãi nước giếc rồi. Từ nãy nước thèm chảy nước, thèm chảy nước dãi nước giếc rồi các bạn này. Rồi các bạn ơi. Như vậy là anh em tôi đã để qua xong nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ đợi ban giám khảo đến chấm điểm món thứ hai là món mì xào cá viên chiên. Cá viên chiên. Ok. Sau khi dán một lúc về cá viên chiên của đội tôi cũng khá đẹp ha. Giờ thì tôi sẽ rau topping à. Đấy. Cho thêm rau. Đó. Giờ mình muốn cho rau chín thì mình cho nước trước đi ông chốc. Mình cho mì tôm và cho nước và tận trọng tài nó lại vào nhau. Đúng không? Đây. Giờ tôi sẽ Đây rồi. Cho thêm nước ra. Nước number one luôn. Thế này tí nó lại bảo cho nước lọc một hết. Sợ lắm bạn ơi. Trọng tài nó khó tính lắm bạn ạ. Rồi tôi sẽ cho ít gia vị là bột canh nhá các bạn nhé. Ok, thằng này cho nhiều. Ôi, đồ tốt, mà này cho vừa thế à. Chốc vẫn nhạt đấy bác Ngọt ạ. Hả? Chốc bác phải thử đi. Thôi chốc này cháu thử ra vừa lấy bác thử và kêu nhạt. Cả này vòng riêng vòng thứ hai này thì tôi không thể nào mà thua được. Tôi vẫn cho sa tế của bột canh vào là rất là ngon nữa. Ok. Rồi các bạn ơi, đang xào thì máy hết điện. Không, khả năng này đấy. Hết ga rồi, thế buồn không. Lại phải đi xin bình ga khác rồi. Cho thêm ít nước vào đi. Ok. Rồi các bạn ơi, vẫn là cái công cuộc mà bốc phốt anh em các bạn nhá. Thì hôm qua tôi mới nhận được một tin dữ các bạn. Tháng sau thì em Hưng là chính thức là bỏ cuộc chơi rồi. Em Hưng là chính thức là lên đường đi tìm tương lai tươi sáng các bạn. Không còn làm YouTube, có nghĩa là không cùng với chiến tuyến cùng anh em tôi. Mà là sang Nhật các bạn này. Sang Nhật thì cũng có rất nhiều hãng phim JAV đã tìm đến Hưng. Các bạn là Hưng cao to khỏe dài. Nhấn mạnh là dài. Đấy, có rất nhiều các cái nhãn hàng thương hiệu. Ví dụ như là quần xịt này, quảng cáo bao cao su này. Đấy. Thì là đã gọi đến Hưng nhá. Thì là tôi thấy là em Hưng thì cũng ok. Nói chung là kìa, cho ít giá đây cô đây. Đó, tiếp tục là tôi sẽ cho ít giá vào nhá. Vừa thôi, lần này thì xanh tươi xinh rồi. Hành được chưa? Có giờ hành luôn không? Đó, chuẩn bị cái gì? Lần này đội tôi nhất định tôi phải chiến thắng bạn ơi. Rồi, xem nào, xem nó có vừa chưa? Không, thằng trọng tài nó lại bảo nhạt thì... Vừa luôn đi bạn ơi. Đây, xem nào. Lần này mà lại bảo mặn nữa thì lần này bảo nhạt nữa thì... Có khi nào mặn quá? Vừa. Vẫn nhạt. Vẫn nhạt nữa. Cháu vẫn nhạt nó là vừa đó. Thôi khả năng thế này là ok các bạn ơi. Như vậy là cái món mì xào với cá viên chiên của đội tôi đã xong nhá. Đấy, tất cả các cái topping đã đầy đủ. Giờ tôi sẽ rắc thêm hành và côn thì đang bày rồi. Ok, quá đẹp luôn các bạn ạ. Xong rồi này. Rất là nhanh gọn lẹ các bạn ạ. Để cho hành nó chốc nó ăn ngãi đấy. Không, vừa thế này là vừa rồi. Hành nó chín hơi thì nó mới có mùi thơm. Nhưng để hành chín thì khác gì không cho. Tiếp tục mình phải không thể để trọng tài nó lấy bất cứ lý do nào được, hiểu không? Các bạn hiểu không? Đúng rồi. Rồi bạn ơi, thì sau một thời gian thì hai đội đã món nấu xong cái món mì xào cá viên chiên các bạn nhá. Thì qua về điểm hình thức thì tôi thấy là bên đội trẻ là đây là màu sắc nó đều đặn hơn các bạn ơi. Bên này trông thế này. Trông rõ ràng thế. Không biết nhưng mà xanh nhất là nó không đều đặn này.
đấy. Thiếu rau quả ngọt đây. Không em ơi, bên em đây đây là ăn độn ở Hưng này. Không phải ăn độn hay không, nhiều, này. Nói chung là rau quá em ạ. Trang trí vào đấy, có rau dưa ăn nó mới ngon. Cho nhiều hành quá. Bây giờ tôi sẽ vấn đề ăn nhá. Thì bên này sẽ được 4 điểm và bên này được 3 nhá. Rồi hơn 1. Bây giờ tôi sẽ ăn ở đội già trước cả. Rau mình ở dưới đây mình không ấy lên thôi. Rồi các bạn, mì xào bên này tôi thấy là nhìn nó có vẻ dai nhỉ. Không ăn đi. Ăn đi. Không, bạn nhưng mà cái không cho cái bát vào đây thế, bắt tôi gắp. Không cả lên rồi. Bát thật. Cái gắp làm sao được. Lấy tay. Tay. Ờ bạn ơi. Tốt. Bạn ơi, bạn anh Côn chê bạn ngu quen rồi, bạn không bạn cứ nhận đi, tí nữa anh Côn này thôi. Thế mày, nếu mà ngon thì không, nếu mà không ngon cái là vẫn ngu bình thường. Thế mày ngon thì có 5 lít. Không nhưng mà phòng nó công tâm mà. Đang lịch đấy các bạn. Trước thì không ngon cả. Ui giời, em ơi mình luộc à. Mình luộc à. Các bạn ơi, trọng tài nó biết là như lúc vòng đầu các bạn ạ. Vừa xong chứ, vừa xong chứ. Như vừa xong nó phải ướt chứ. Em ơi. Vừa xong nó phải ướt chứ. Sao là sao mà luộc em ơi đứng. Tôi nói thật với phòng nhá. Không có cái chuyện là chúng tôi hòa cái trận này. Tôi nói thật không thế, thế, thế em nhận thua. Hòa mà không bao giờ có chuyện bên kia ăn bây giờ lại ngon hơn lại bảo là hòa nhá. Ít nhất chúng tôi phải hơn 0.5. Không, phòng nó có chứng kiến riêng của nó em ạ. Em không phải tác động tâm lý các bạn. Qua bên này hơi mặn. Tốt. Bên này vừa mì nó dai ngon hơn các bạn ơi. Mì bên này là trần quá lửa ra. Rồi được rồi, tí được rồi. Không ai để hôm nay để tôi thử ăn. Bạn ăn xong chưa? Rồi. Mì này trần quá lửa hơi dừ. Thực sự tôi cay nghiến hết rồi. Ăn tôi cay nghiến ở đâu. Nó hơi dừ. Em ơi, khác gì vòng 1. Không mặn đâu, phòng ăn lại đi. Không mặn đâu. Em ơi, trọng tài nó có ý kiến trong đầu hết rồi em ạ. Hơi mặn. Bạn ơi, hai bên như nhau thôi, không mặn đâu. Em ơi. Không mặn đâu. Em ơi, nói em ơi. Em nghĩ thế à. Tại mồm lệch cả. Anh không ăn hộ em ấy. Không mặn đâu. Em ơi. Bên em là nhìn thấy kia là ăn. Này mặn hơn. Đúng rồi em ơi. Viên chiên này mặn này. Tốt, viên chiên vừa thấy rắc một lô canh mì tôm vào. Thôi. Tốt. Được bạn ơi. Tôi kệ hai bên phản bác nha. Tôi đang có ý kiến riêng của tôi rồi. Rồi. Thì món ăn bên này sẽ được 5 điểm. Tốt. Và bên này sẽ được 4 nha các bạn nhá. Thôi. Thì qua hai vòng lại đều à? Lại đều. Tổng tài ba phải đấy. Không. Ba phải gì? Em mắng lại ngu. Mắng gì? Bên anh hình thức, nếu mà anh làm được hình thức giống bên này thắng rồi. Anh làm hình thức rốt thì còn mắng ông tài à? Được bạn ơi, thì món thứ hai, hai đội cũng đều nhau nha các bạn nhá. Thì bây giờ là món chung kết các bạn này. Rồi các bạn ơi, thì sau hai vòng đấu thì tôi thấy hôm nay là hai đội có sự gọi cân bằng, gọi là không hề nhẹ các bạn ơi. Rất là gay cấn các bạn ơi. Thì món thứ ba tôi sẽ giao cho hai đội sẽ là món mì trộn trứng cút như các bạn nhá. Ok. Đấy. Tất cả đồ đạc đây thì mọi người sẽ nấu đi. Như vậy là qua hai vòng thì đội tôi với cả đội của Hiếu thì là đang hòa nhau các bạn nhá. Bây giờ sang vòng quyết định, coi như là vòng 3 này các bạn. Giờ vòng 3 thì là món mì trộn nhá các bạn nhá. Món mì trộn này thì tất cả các topping thì mình sẽ phải sử dụng sống hết các bạn. Đảo gia vị nó coi như là sống hết, nhưng mà khi ăn vào thì nó lại ngon. Chín à? Ừ, nó thì nó lại thành chín. Thế nó mới lằng ngoằng các bạn này. Nói chung là lần này thì chúng tôi sẽ khử hai cái kia một cách đơn giản nhất. Đấy, cô này đang chế tạo topping nhé các bạn nhá. Rau đấy, có rau, có dưa. Trứng thì mình sẽ một số cái là mình vặn ra. Một cái mình vặn ra, một cái mình để tròn. Chứ không để, nếu mà để tất cả đều tròn quá nó lăn lung lóc thì ai mà tìm được. Đó. Cái này cũng đơn giản thôi. Đầu tiên thì tôi sẽ trần qua đây là cái gì nhỉ? Mì à? Tôm. Trần qua mì tôm các bạn nhá. À. Chúng tôi món cuối cùng nó sẽ là món mì trộn trứng cút các bạn này. Thì việc đầu tiên nó phải trần mì các bạn này. Đúng rồi. À. Là điều tối kỵ rồi nhá. Nên là trần mì là nó là điều tất nhiên hiển nhiên rồi. Rồi các bạn này. Thì các bạn phải hiểu rằng là cuộc chơi này thì nó phải đi kèm với những cái đằng sau nữa các bạn này. Tôi nói thật sự thì tôi nghĩ là phòng nó đã nhận được một cái chút hối lộ từ ngọt với côn châm trước cho hai vòng đấy, tăng cả chúng tôi cũng thắng rồi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đã có sự đút nót đến từ phía côn mới ngọt các bạn ạ. Bởi vì là phòng nó anh côn mới lại anh ngọt cũng nằm chủ lọ của phòng mà, các bạn ơi. Hàng tháng ít nhất nó phải tầm khoảng 2-3 triệu các bạn ơi. Thì tôi nghĩ là cũng dỉ tai nhau để làm giảm cái số lợ đi rồi, tôi nghĩ là như vậy các bạn ạ. Chứ còn tôi không ngờ phòng hôm nay nó lại nhẹ tay với bên đấy thế. Quá nhẹ thằng này, nhỉ? Thằng này. Hôm nó chơi với anh em mình mà.
Hiệp... này chắc này tôi áp lực dư luận, áp lực của anh Côn rồi. Hiệp hội tài xỉu miền Bắc mà nó lại rồi các bạn ơi, nó lại như thế nên... như vậy là món trần của chúng tôi đã xong rồi. Bây giờ tôi sẽ gắp gắp mì ra này. Rồi các bạn này, gắp mì ra sau đó chúng tôi sẽ làm nước trộn này. Kiểu nước trộn này các bạn, cái mì trộn này thì thực ra là ăn nó rất là dễ thôi mà làm chế biến nó rất là nhanh các bạn. Rồi nên là các bạn có thể tham khảo chúng tôi làm. Em đổ đưa đi cho tí mỡ vào cho anh, cho tí mỡ vào để anh xào này lên. Bật bếp, bật bếp, cho mỡ, cho ít thôi, không phải nhiều. Ok nhá các bạn nhá, giờ tôi sẽ cho mì vào xào này, cho gia vị này, cho rau, cho rau, cứ xào lên cho anh. Mì sơn là đẳng cấp các bạn ơi. Rồi chứ mặn gì sau, tôi sẽ cho một tí nước này, nước nấm màu ăn các bạn ơi. Được sản xuất tại làng Lê các bạn ơi. Lê Thứa nhá. Làng Lê Thứa các bạn ơi. Tôi làm mì xào này thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ đợi tôi trong vòng phút nữa là anh em tôi xong thôi. Cho một chút đấy thôi các bạn ơi. Rồi ok nhá, tôi sẽ cho thêm một ít nước nữa này. Rồi các bạn ơi, sau đó tôi sẽ thả thêm một ít trứng vào này. Đừng đàn ăn, đừng dằm từ trứng nhá. Rồi các bạn ơi, mới vào. Ok đấy các bạn nhá. Đảo đi. Tôi sẽ thả không, giá đảo luôn, đảo sống luôn. Ừ, giá đảo sống luôn. Giá mới dưa nuôi đảo sống nhá các bạn nhá. Giá mới dưa chúng tôi sẽ đảo sống, không đảo chín nhá. Đây, chúng tôi sẽ nâng thêm một tí hành này. Tôi sẽ cắt thêm một tí hành nhá. Nhưng mà nào có trồng hành đâu. Rồi các bạn ơi, toàn trồng mấy ạ? Toàn trồng cần xa hết. Nên là may là đấy, nhà có điều kiện. Đúng rồi. Thế là đút nót được các bạn ơi. Mì tôi sẽ đổ vào đây nhá, tôi cho trộn. Thấy chưa? Rồi, ok chưa? Rồi. Chín chưa? Chín rau chưa? Chưa. À tôi thử cho vừa chưa này. Hơi nhạt. Ừ. Ừ. Rồi, chết rồi. Không sao. Rồi các bạn ơi, như vậy là nước chúng tôi tầm này là ok rồi. Xào cái mì này hơi ít nước không? Không, này là ok rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là đã ok nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ cho hết dưa này. Đấy. Giá này. Một ít giá này. Rồi, thế thôi. Rồi. Mà tôi sẽ đổ nước trộn vào. Đổ nước trộn vào sốt này các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi. Đấy. Thì hơi ít nước. Không sao, mì trộn thì nhiều nước làm gì. Rồi các bạn ơi, thành cái mì trộn rồi, chúng tôi sẽ đảo lên này. Đấy. Ướt này nó mới ngon như. Ui. Tuyệt vời các bạn ơi. Luôn các bạn ơi. Mì thực ra thì màu thì nó cũng thực nó ra như không nhau, nó không chả nó khác không, gì. Tôi không muốn cho cay vào các bạn ơi, chứ còn nếu mà muốn màu đẹp thì cho thêm một chút tương ớt, một chút sa tế và màu sẽ đẹp các bạn nhé. Thì tôi trọng tài tôi cũng chưa biết là trọng tài cay hay ngọt gì. Rồi các bạn ơi, như vậy rồi. Là món thứ ba là món mì trộn với lại trứng cút lộn đã xong nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ đợi trọng tài để chấm điểm nhá các bạn nhá. Riêng mì trộn nó luôn nó phải chỉ cay như thế này thôi này. Đúng rồi. Đấy các bạn ơi. Đúng bài luôn. Giá hơi ít đúng không? Có cho thêm giá không? Còn giá thì cho một tí nữa là được. Không có hành tươi các bạn nhá. Ăn này ai người ta cho hành tươi. Hành tươi mình không trần qua là nó ấy. Nó hăng ngay. Nhưng mà hình như mình trộn mình hơi ít rau quá. Kệ nó. Ít rau. Ôi các bạn ơi, thì là cái món mì trộn đây là cái món coi như món này cũng như là món cuối rồi. Món quyết định rồi các bạn ơi. Giờ tăng cường thêm rau. Có thế mì trộn nên nhưng mà hơi ít rau thật các bạn ơi. Đúng, chính xác. Nhưng mà hết dưa rồi vừa đấy, cái nó trước nó có dưa mới được. Lấy hết cái dưa. Rồi các bạn ơi, thế này giờ tôi xem này. Có ấy không? Thế. Để cho nó màu nó đậm hơn tí nữa. Bác thử ra. Sao? Ok ạ. Quan trọng là cháu thấy mình hơi ít rau là thua rau xanh rồi các bạn, bác ngỏ đó. Thế thì thái thêm rau đi. Thái thế lại cho vào trần. Ừ, chứ rau này ít rau lắm. Rồi đây, món mì trộn này nó cũng cả ra thì nó cũng hơi khó. Bởi vì các bạn đã ban tổ chức cấp cho ít đồ quá các bạn ơi. Đấy, đây là dừa, nếu như có cà rốt vào thì nó sẽ màu, nó sẽ xanh hơn. Thì nó sẽ đẹp hơn các bạn nhá. Đó, thì bây giờ tôi sẽ tăng cường thêm cho thêm rau vào chứ không rau. Nhìn thế này là thua chắc rồi.
Đúng các bạn ơi, về phần hình thức thì hai bên đều có nét đẹp riêng của nhau các bạn ơi. Bên kia là màu xanh, bên anh này là màu hồng à? Đúng, hai bên nó nét đẹp riêng thì cái okay. Này thì phần hình thức thì tôi sẽ chấm điểm công bằng hai bên 4 nha các bạn nhé. Ok, thế, ok. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nếm thử này. Bạn nếm thử bên kia Phong trước thôi được không? Phong, nếu là giám khảo chấm thì biết đấy là mì xào hay là mì luộc nhá. Bên kia cũng là phải mì phân xào biệt được ba cái loại mì đấy. Không. Mì xào, mì luộc hay là mì các bạn ơi, trứng nữa vào nó bùi. Trọng tài đang ăn thì tôi xin gọi tí ý kiến nha. Các bạn ơi, đây khác gì lộn đâu, sao nhiều rau thế? Trộn vào. Tôi có ý kiến bên này các gì mì xào đâu. Mì xào có gì mì xào vàng khi nhà thế có gì mì xào. Bên này mì xào tí nào nha mày. Người ta trộn thế em mày. Nhăn thế. Nhăn thế. Có cái gì đâu mà bạn cứ về cái ngấy này. Thử lại miếng nữa thì nó mới đều được chắc vị. Ăn cả một quả trứng vào nó mới bùi. Đúng rồi. Bùi đúng rồi. Mái em ơi. Đúng rồi. Lấy cái điều đấy. Đúng rồi. Bên anh thực ra là thái rau nhỏ thôi nhưng rất nhiều rau nhá. Mình cắt con chì ra bên kia là thái to rồi. Bạn gắp một khối trứng cũng rất là dễ đấy. Bạn đừng có nói là đấy các bạn ơi, thấy gắp một miếng rau cũng vừa. Ui, nó khô phải thì khô thế này. Đấy. Ui ăn đi, bạn thấy ăn thì tôi cảm thấy bên đấy mặn. Nhìn em cứ dắt mũi trọng tài thế. Tương ớt này, cả bột canh này. Đây tôi nhìn nó này nó mặn lắm rồi. Không bạn ăn mặn. Anh nào chỉ có chuẩn. Mì trộn này ăn đấy, vừa vừa. Nhìn cái kiểu gắp mà mặt khi mà ăn mà không nhăn thế này chứng tỏ là bên tôi là ngon. Nếu như hôm nay bạn cảm đúng chất mì trộn, còn bên kia là mì xào. Cảm thấy bạn nếu mà cảm thấy bạn khó xử quá thì hôm nay có thể là cho Hòa. Có thể là cho Hòa. Hưng ơi, em đừng xin thế, em lộ thế. Em lại xin. Rồi tôi thấy là phòng ăn bên kia có vẻ là khó chịu hơn bên này các bạn ạ. Nơi cảm giác nuốt nó khó chịu hơn. Không, bên tô kia, nó rất là trôi. Bên kia là ướt quá đấy Phong ơi, phải nhận định đúng cái gì kèo kèo đầu tiên và kèo ăn thứ hai. Ăn mì trộn là nó phải là không. Vào, nó phải là vào, nó phải dễ ăn. Em không ơi, phải khô làm gì, nó phải nhỏ, khô, ngọt hiểu em ý em không? Khô. Phong ăn nhiều nên bạn hãy ăn bên tô nhiều hơn. Đếm gì tí này, anh là rát thít này. Phong ơi. Được rồi. Phong ơi. Phong ơi, bạn cứ công minh cho tôi. Cái số tiền của bạn nợ côn với Phong. Bên này cho hơi nhiều tiếng ớt. Rồi. Tay em bây giờ mày phải phân tích được phân tích nhưng mà đây là chốt cay ấy cay nói chung là bây giờ tôi không biết diễn tả là gì nhưng mà là ăn cay cay khó chịu gì. Hôm bên này ăn tôi thấy ăn bên này vừa hơn này. Em ơi, đây là mì xào thế nào em phải phân tích được. Không nó đúng mục tiêu, đúng chủ đề. Không phải mục tiêu chủ đề, em quan trọng là vấn đề ngon miệng cho không tài. Em ơi, anh bên anh trộn à bên bác trộn là nhiều tương ớt quá. Đúng rồi. Trộn nhiều tương ớt làm gì? Nhiều mà. Nói phòng ăn nhẹ mạnh lên bạn ơi, chưa không ăn cơm rồi ăn mạnh đi. Em ơi chấm thế này là sai đấy. Sai cái gì? Các bạn cứ comment phía dưới. Các bạn này cứ comment ở dưới các bạn này xem mà độ già rau này nào cũng vừa. Các bạn đấy. Các bạn nào mà biết mà làm theo quy cách thì có ở cái clip này các bạn nhá. Theo quy cách như của bọn Hiếu mới Hưng thì đấy là thành mì xào rồi. Không phải mì xào. Nhưng mà bác trộn hơi nhiều tương ớt. Trộn này không thì mì đây là mì ấy lộ rau quá trời rau luôn. Anh Côn này. Làm gì như thế mì đâu? Anh Côn này. Thì là được anh em biết là tí của anh câu anh nói là gì trọng tài gì đấy nhưng mà anh ngu à. Rồi Phong này chấm điểm đi, bên tôi chứ có hơn lại thế rồi. Rồi bạn ơi thì món này ăn bên này nó vừa vặn nữa. Cái gì đấy các bạn ơi, bên này cay quá các bạn ơi. Đúng là trọng tài ngu rồi. Bạn ơi, tôi phản bác cái ý kiến hai bên nhá. Thì hôm nay là bên đội trẻ đã giành chiến thắng. Rồi các bạn ơi, bên đội trẻ đã giành được 9 điểm và bên này 8 điểm các bạn ơi. Anh ăn đi. Không, quan trọng là bên đây nó quá nhiều rau khác gì lộm đâu. Không gì ăn nó phải ăn nó phải the thé, ăn nó phải trôi. Em ơi mì trộn nhưng mì xào nó ướt thế này. Anh ăn đi. Để em ăn với anh nhá. Đây mì xào em ạ. Em ăn đi, em ăn với anh làm gì nhỉ? Em ăn. Phòng chuyên gia ăn cay bảo cay quá cho tí tương ớt mà bảo cay. Không phải cay mà nó vị nó thảo thế nào. Không ăn. Mà ăn mà không biết. Bên này rau còn sống. Rau còn sống được. Rau nào sống em? Ăn cay cay mà ăn nó nói chung mà đắng. Nó không phải vị cay. Ô anh con ăn đi, anh ăn đi. Tương ớt nó không phải là kiểu như ớt. Tương ớt nó không phải tương ớt à? Nó không như kiểu ớt tươi. Tương cà. Vị tê tê tươi như ảo sa tế nó khác vị tương ớt. Trộn ăn đi xem bên anh có đắng không? Trộn hơn nhiều. Anh ăn đi xem bên anh có đắng không? Lại bảo nó thế. Ừ, rất mì trộn. Thôi tôi cỏi tạp rẻ ra các bạn ơi. Các bạn ơi. Không, tôi đúng chất mì trộn. Không, các bạn ơi. Thì tôi không biết rồi. Dạ. Mày xác nhận đi, vừa trước khi chấm này mày có bảo Phòng mà chấm thua là mày cởi tạp ra thì mày không quay không, mày xác nhận đi. Có hay không? Có cái bóng trường thì tôi sẽ cắt ở cam trên kia nhá. Hưng đã dỗi rồi, đã đòi về rồi. Thì các bạn thật sự là nếu mà các bạn nào đi ăn miếng trộn hoặc mì trộn ở chợ ấy thì đúng chất như cái của tôi. Còn mì xào thì nó đúng bên này. Nhưng mà hôm nay thì anh em tôi thì luôn khả năng bác cho nhiều tương ớt thật, bác cho hai lần đấy. Kệ nó. Nhưng mà mình vẫn ăn được, nó khoảng đấy. Mình nó khoảng gì. Thì nói chung là
Nếu mà tính chất về độ khéo tay thì khả năng là đội kia yếu hơn. Đội này có thể làm đúng nhưng mà nó lại vị nó hơi nhạt. Nó phải phù hợp. Tôi ăn thế này là cay thật nhưng mà phòng ăn thế này là vẫn vừa. Kêu cay. Đúng rồi. Phòng với tôi với Hưng thì ăn là vừa. Đấy chính xác là như thế. Thôi nói chung là anh em tôi thì luôn tôn trọng trọng tài. Rồi. Nhưng mà vẫn chửi nó ngu à. Hôm nay là 1 triệu dành cho Hưng với Hiếu cho đội trẻ thì cuối cùng sau bao nhiêu tập thì cuối cùng cũng thắng được một trận. Ok anh Giang. Thì chúc mừng anh em 1 triệu cho dành cho em. Rồi. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì cái kênh like, chia sẻ và comment ý kiến của bạn về bình luận. Một lần cảm ơn tất cả xem video. Xin chào.